Để có tiền ăn xài, ba người ở Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh đã bất chấp sai chân vào con đường mua bán ma túy và phải trả giá bằng tổng bức án 45 năm tù. Theo cáo trạng, cả ba quen biết nhau và thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Quý từ Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh thăm sang và gặp trong thỏa thuận mua 100 gam ma túy đá với giá 36 triệu đồng. Tại đây, Quý chuyển khoản trước cho trong 30 triệu đồng và nhận hai bịch ni lông chứa ma túy. Sau đó, sang mua từ trong 100 gam ma túy đá với giá 3 triệu 700 ngàn đồng, giao dịch qua chuyển khoản và một số tiền mặt mượn của Quý. Nên Quý hẹn sang xuống Bạc Liêu bán ma túy để lấy tiền trả lại Quý. Quý. Trên đường về Bạc Liêu, Sang đưa bịch ma túy cho Quý giấu trong người. Khi về đến Bạc Liêu, Quý cầm bịch ni lông màu đen xuống xe thì bị công an kiểm tra bắt giữ. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2023, trong bị bắt.